Thưa quý khán giả, hàng trăm bệnh nhân nghèo được thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí tại phòng khám đa khoa từ thiện tư nhân thành phố Cần Thơ. Hoạt động này đã diễn ra đều đặn 2 lần mỗi tháng và tính đến nay đã gần 20 năm. Trong những ngày đầu mới thành lập, chỉ có 7 thành viên là những y bác sĩ nghỉ hưu, nhưng hiện nay đã có khoảng 30 thành viên tham gia công tác thiện nguyện này. Trong đợt khám bệnh ngày 8 tháng 10 vừa qua, các y bác sĩ đã khám trên 100 bệnh nhân là người già và có hoàn cảnh khó khăn. Như trường hợp của bà Nguyễn Thị Năm, hơn 5 năm qua, mỗi tháng đều đặn bà đến phòng khám 2 lần. Hoàn cảnh của bà hết sức khó khăn, ở cái tuổi gần 80, nhưng bà còn phải chăm sóc người con trai bị bại liệt. Sức khỏe của bà thì dần cạn kiệt theo thời gian. Tôi đau cái giò với cái lưng, là với tiểu đường, đi xin thuốc đang uống, bị không có tiền mua. Tôi khám là 8 năm mà. Dạ, uống thì đỡ lắm, rồi lại cho bằng gạo ăn nữa. Công việc phục vụ cho bà con ở đây thì chủ yếu là mình ưu tiên như những cái đối tượng mà khó khăn, lớn tuổi, không có bảo hiểm, cơ nhỡ, tàn tật. Anh em nói chung là cũng chung tay thiện nguyện để giúp cho bà con, mang lại cho bà con cái chút tình cảm ấm lòng. Được hướng dẫn tận tình nên tất cả bệnh nhân được khám bệnh theo thứ tự và cấp thuốc hoàn toàn miễn phí. Thì giúp được khó khăn mừng quá đi, mừng dữ lắm. Bệnh mà không biết đường đâu mà chạy cho nổi, tiền không có, nghèo khổ đó, mệt, rồi lên nước áp, rồi tê giò tê cẳng, đau đủ thứ trong người hết trơn vậy đó. Uống đỡ lắm, bác sĩ cho đủ thứ hết trơn, mừng quá. Ở xóm ở gần đó có người ta đi khám đó. Người ta ngủ, người ta chỉ mình bị rối loạn tiền đình, nhức mỏi tay chân rồi đó. Uống bây giờ nó hết rồi, mưa cũng đi á. Thường là 5 giờ cũng đi rồi. Dược sĩ Lê Ngọc Ánh đã tham gia công tác thiện nguyện tại phòng khám từ năm 2005 đến nay. Đối với chị, đây là công việc thật nhiều ý nghĩa. Mưa mà bệnh nhân người ta vẫn phải đi để lấy thuốc uống, có nhiều hoàn cảnh là rất là thấy thương. Cho nên là những gì, thí dụ mà anh chị em ở đây có công góp công, có của góp của, tất cả đều chung tay để là làm cho cái phòng khám này nó luôn luôn lúc nào cũng hoạt động đều đều. Cố gắng làm sao mà mình sẽ duy trì được, và thậm chí là cái mong muốn của anh em tập thể đây sẽ làm tốt hơn, lan tỏa yêu thương được nhiều hơn và giúp cho bà con được nhiều hơn. Ngoài được khám bệnh, được cấp phát thuốc, bệnh nhân còn được hỗ trợ gạo cũng như hớt tóc miễn phí do các mạnh thường quân thực hiện. Những tấm lòng thiện nguyện đã phần nào san sẻ khó khăn vất vả cho người nghèo.